Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Gần đây, một cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ rằng người bán dao chịu có rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian đã tái xuất giang hồ và mang đến những lời tiên tri mới. Người bán dao chịu bí ẩn một lần nữa xuất hiện trở lại trên thế giới và lần này họ chọn Hồ Nam làm điểm đến. Mỗi khi người bán dao chịu xuất hiện trên thế giới, thường sẽ có tai nạn hoặc biến cố lớn, hoặc đề phòng có biến động. Lần này người bán dao chịu mang đến lời tiên tri gì? Cuối tháng 6 vừa qua, trên mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ xuất hiện một video gây xôn xao, ghi lại hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi bán dao làm bếp tại một vùng nông thôn xa xôi. Ông ta đứng trước một chiếc xe thô sơ, trưng bày những con dao được rèn thủ công. Bằng giọng nói chắc nịch và bình thản, ông giới thiệu, dao chặt xương giá 128 tệ, dao thái rau giá 85 tệ. Nếu mua cả hai con, chỉ cần trả 200 tệ. Nhưng điều đặc biệt là, tiền có thể thanh toán sau 3 năm. Điều này đã ngay lập tức khiến nhiều người phải dừng lại, lắng nghe và suy nghĩ. Không ai ngờ rằng một lời đề nghị đơn giản như vậy lại chứa đựng dự đoán đầy kỳ bí. Sau khi đưa ra giá bán và đề nghị thanh toán kỳ lạ, người bán dao tiếp tục nói, với giọng điệu như một lời tiên tri, trong 3 năm nữa, nếu giá thịt lợn không tăng đến 40 tệ một cân và giá gạo không tăng đến 6 tệ một cân, thì tôi sẽ không đến thu tiền. Bây giờ chỉ cần ghi lại địa chỉ nhà, đúng thời hạn tôi sẽ tự tìm đến. Lời nói của ông ta như một lời cảnh báo về tương lai, khiến người nghe không khỏi bàng hoàng. Người ta nói rằng trời đất bao la luôn ẩn chứa những bí ẩn, và đôi khi, những con người có khả năng tiên tri xuất hiện để đưa ra những cảnh báo. Trong lịch sử, có không ít những nhân vật được ghi nhận vì khả năng dự đoán tương lai như Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Lưu Bá Ôn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nổi tiếng và được ghi chép lại, vẫn có những cao nhân ẩn giật, không muốn lộ diện. Một trong những truyền thuyết nổi bật nhất là về truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, một vị ẩn sĩ được mệnh danh là Thiên Cổ Kỳ Nhân. Dân gian kể rằng, những người bán dao nợ như người đàn ông này chính là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử. Họ không chỉ là những người thợ rèn bình thường mà còn là những nhà tiên tri ẩn giật, xuất hiện trước những sự kiện lớn để cảnh báo cho nhân gian thông qua hình thức bán dao nợ. Họ thường xuất hiện ở những vùng quê hẻo lánh, mang theo một gánh hàng được che kín bằng vải đen. Ít ai biết bên trong đó là gì cho đến khi họ mở ra và bày bán những con dao sắc bén. Phương thức giao dịch của những người bán dao này cũng khác biệt. Họ không đòi hỏi tiền ngay lập tức. Sau khi bán dao, họ ghi lại tên và địa chỉ của người mua vào một cuốn sổ, kèm theo những lời tiên đoán mơ hồ. Chỉ khi những dự ngôn của họ trở thành hiện thực, họ mới quay lại thu tiền. Sấm ngữ chuẩn xác khiến mọi người thán phục. Người ta nói rằng những người bán dao chịu xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Tống, lão bách tính đương thời gọi họ là bốc mại. Khi bán đồ, trước tiên họ phải chiêm bốc một quẻ. Nếu quẻ của họ không trở thành hiện thực, thì họ sẽ không đến thu tiền. Hơn nữa, không giống như một số thầy toán mệnh nói mập mờ nước đôi, hầu hết thông tin họ đưa ra rất trực tiếp, chẳng hạn như giá lúa tăng hay giảm bao nhiêu đều là con số thực. Bản báo cáo sớm nhất liên quan đến người bán dao chịu chính là câu chuyện được kể trong thân báo vào những năm Quang Tự thời Thanh Triều. Đại ý của bài viết là vào năm Hàm Phong Tân Dậu, một người đàn ông đến huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, trên một chiếc thuyền bán dao. Khi đến nơi có nhiều người, anh ta liền cập bến, rồi lấy dao ra xếp chờ sẵn, đợi có người đến mua liền nói, dao của mình chỉ xa mà không bán, nói rằng khi nào giá gạo giảm từ 80 xu xuống 18 xu thì anh ta mới quay lại thu tiền. Những người vây quanh nghe xong cười nhạo anh ta thật ngốc. Kết quả đến khi Quang Tự đăng cơ và thực thì cải cách, giá gạo ở Ninh Ba quả nhiên rớt xuống 18 xu. Lúc đó, tất cả mọi người đều tin tưởng lời của người bán dao chịu này. Sau đó, người này danh tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng kinh động đến quan phủ. Quan phủ bèn phái người đi bắt anh ta, thì anh ta sớm đã biệt vô tung tích. Ở Đài Loan, cũng đã từng xuất hiện người bán dao chịu. Tưởng Giới Thạch qua đời tại Đài Loan vào tháng 4 năm 1975. Năm tháng sau, một nhóm người ăn mặc như nông dân bất ngờ xuất hiện trên đường phố Đài Loan. Họ tự xưng là những Sa Đao Nhân, tức người bán dao chịu. Tiên tri ứng nghiệm ngày nay.
Ngay sau khi video về người bán dao bí ẩn xuất hiện vào cuối tháng 6, tỉnh Hồ Nam, nơi người đàn ông này xuất hiện, đã phải đối mặt với một thảm họa tự nhiên khủng khiếp. Ngày 1 tháng 7, Nhạc Dương, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, phải hứng chịu một trận lũ lụt chưa từng thấy trong suốt 70 năm qua. Mực nước tại các khu đô thị vượt quá mức kỷ lục, khiến nhiều nơi ngập sâu tới 3 mét, 190 hồ chứa nước tràn bờ, hàng loạt thảm họa xảy ra, từ lở đất đến nhà cửa sụp đổ, khiến nhiều người mất tích. Trên các nền tảng xã hội của Trung Quốc, những lời kêu cứu vang lên khắp nơi, các chủ đề liên quan đến thảm họa liên tục đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Mực nước sông Bình Giang đạt mức cao nhất kể từ năm 1954, làm ngập nửa huyện Bình Giang, và lũ quét đã cướp đi nhiều sinh mạng. Ngày 3 tháng 7, một video khác được đăng tải lên mạng, cho thấy cảnh tượng kinh hoàng, người dân bị cuốn trôi bởi dòng lũ mạnh tại nhiều nơi ở Hồ Nam. Hơn 240.000 người ở tỉnh An Huy lân cận phải sơ tán khẩn cấp. Video ghi lại cảnh một người bị dòng chảy xiết cuốn đi trong khi những người khác nổi bồng bềnh trên mặt nước, chỉ trực chờ cơn sóng lớn đổ ập đến cuốn đi mà không để lại dấu vết. Tiếng kêu la thất thanh, khung cảnh thê thảm khiến ai cũng rùng mình. Một video khác được cho là quay tại thủ phủ Trường Sa vào ngày 4 tháng 7. Trong video, lượng mưa trong một giờ tương đương với 54 Tây Hồ, biến đường sắt Trường Sa thành bến tàu ngập nước, nhiều tuyến tàu điện ngầm và xe lửa phải tạm ngưng hoạt động. Huyện Bình Giang, Nhạc Dương cũng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử do lũ lụt. Nước sông Miệt La dâng cao nhất kể từ năm 1954, làm ngập một nửa khu đô thị mới Bình Giang và 1/3 khu đô thị cũ. Lũ quét khiến 4 người tử vong và 1 người mất tích tại Hoài Hóa. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa công bố báo cáo chi tiết về thảm họa lũ lụt này, khiến thế giới bên ngoài không khỏi nghi ngờ về tính xác thực của dữ liệu thương vong. Mưa lớn liên tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc trong thời gian gần đây, dẫn đến hàng loạt thảm họa, từ lũ quét đến lở đất. Ở tỉnh miền Trung Hồ Nam, lũ quét đã khiến 5 người thiệt mạng, trong khi tại tỉnh Quảng Đông, lở đất cướp đi sinh mạng của 8 người. Chỉ riêng tháng 6 vừa qua, 38 người đã tử vong do mưa lũ và lũ lụt. Người dân Trung Quốc không khỏi liên tưởng đến những người bán giao nợ, những truyền nhân của quỷ cốc tử, với khả năng dự đoán tương lai. Vào tháng 2 năm 2019, ngay trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, một người bán giao nợ đã xuất hiện tại một ngôi làng dưới chân dãy Đại Biệt Sơn ở Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Lúc đó, ông ta nói với dân làng, khi các gia đình ở đây bị cách ly trong nhà, có đường mà không được ra ngoài, không được đi lại, tôi sẽ đến thu tiền. Dân làng khi đó không khỏi ngạc nhiên và cho rằng đó là chuyện vô lý. Nhưng hơn một năm sau, khi đại dịch bùng phát mạnh mẽ, mọi người mới hiểu rằng người bán giao nợ đó không phải là người thường. Trước trận lũ lụt kinh hoàng tại tỉnh Hà Nam vào tháng 7 năm 2021, một người bán giao nợ khác đã xuất hiện vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 ở phía nam huyện Tân, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Ông nói rằng hai con dao làm bếp có giá 138 tệ và ông sẽ không thu tiền cho đến năm sau. Nhiều người tin rằng ông muốn ám chỉ rằng nếu năm sau còn sống, hãy gửi tiền. Khi trận lũ lụt vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 xảy ra, nhiều người đã ngộ ra rằng người bán dao đó đã dự đoán chính xác thảm họa này. Đầu tháng 11 năm 2022, một câu chuyện tương tự xảy ra trên đường phố tỉnh Hồ Nam. Một nam thanh niên tình cờ gặp được một người bán dao nợ. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo vải cũ, với dáng vẻ bình dị nhưng bí ẩn. Ông giới thiệu giá của hai con dao tốt trên tay mình, một con giá 50 tệ và một con giá 90 tệ. Nhưng điều kỳ lạ là ông không yêu cầu thanh toán ngay mà chỉ cần viết một tờ giấy nợ. Trước khi rời đi, ông để lại một lời tiên đoán, khi giá gạo tăng lên 8 tệ và giá ngô tăng lên 50 tệ, tôi sẽ tìm đến nhà cậu để lấy tiền. Hiện nay, miền Nam Trung Quốc gần như chìm trong nước lũ, hoa màu và lương thực bị tàn phá nghiêm trọng, khiến nhiều người lo lắng về giá thực phẩm cơ bản, thậm chí là sự thiếu thốn lương thực trong tương lai. Vào tháng 7 năm 2022, một người bán giao nợ khác đã xuất hiện, để lại lời tiên tri rằng, khi hệ thống sụp đổ, con tàu đỏ chìm, kẻ xấu bị tiêu diệt, người tốt hàm oan được cứu,
thì tôi sẽ đến thu tiền. Câu nói này càng khiến nhiều người tin rằng những người bán giao nợ thực sự là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, mang trong mình khả năng tiên tri và đang cảnh báo về những biến cố lớn sẽ xảy ra. Tình hình hiện tại của Trung Quốc cũng không kém phần hỗn loạn, lũ lụt đang tàn phá miền Nam, trong khi miền Bắc phải đối mặt với hạn hán. Nhiều người dân oán thán rằng lũ lụt chủ yếu do chính quyền xả lũ mà không báo trước, khiến nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, những thông tin này thường bị cơ quan kiểm duyệt ngăn chặn. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, động đất xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Các cuộc biểu tình và hành vi trả thù xã hội cũng gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái. Tất cả những điều này khiến nhiều người cảm thấy bất an, như thể đất nước đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn. Kể từ năm 2020, đại dịch Vũ Hán đã cướp đi vô số sinh mạng. Các lò hỏa táng trên khắp Trung Quốc đại lục luôn trong tình trạng quá tải, nhiều nơi phải thuê kho đông lạnh để lưu trữ thi thể. Số liệu thương vong chính thức luôn gây nghi ngờ, khi chính quyền Trung Quốc bị cho là đã ép buộc các cơ quan y tế hạn chế công bố số liệu thực tế về đại dịch. Đến nay, dịch bệnh vẫn đang hoành hành và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đang theo dõi sát sao biến thể KB2 xuất hiện vào tháng 3 năm nay ở Quảng Đông. Ngày nay, chuyện người dân tử vong đột ngột trên đường phố đã trở thành điều thường xuyên. Những câu chuyện về người bán giao nợ càng làm tăng thêm sự bí ẩn và lo lắng về tương lai. Liệu những dự đoán của họ có ứng nghiệm và đưa đến những thay đổi lớn lao hay không, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng điều chắc chắn là, những câu chuyện này đã làm dấy lên một làn sóng suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống, về những biến cố đang và sẽ xảy ra, khiến con người phải cân nhắc và chuẩn bị cho những điều bất ngờ trong tương lai. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.